u chí tát miên ma ha ba thê ba đùng măng ba đu măng tát tha cha về tha su chí lành thằng na mô ra măng gia tha sằng cà ra tha nắp miên u chí tát miên ma ha ba thê ba đùm măng tát tha cha về tha su chí lành thằng na mô ra măng như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: hoa sen dễ mến dễ ưa mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ Đức Chuyển Pháp Vương trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Trần Phùng. Dạ, sư thú, sư thú, con cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú cùng quý đạo hữu. Dạ, cho con được ôn bài câu pháp cú số 58. Yatha sang ca, dạ con đọc lại. Yatha sang ca ratha na smin uchita smin maha ba thề ba đu mạnh tát tha cha về tha su chi gần thành má nồ rá măng giá thà sành cà ra thà nát mình ức chi tam mình ma hà bát thề ba đu mạnh tát thác già về thác su chi gần thành má nồ rá măng như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp tí người. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yatha sanh ca rat tha nasmin uchita smin maha ba thề ba đu mang tan tha cha ye tha su chi gan thăng mà nô ra măng và tha sanh ca ra tha na smin uchita smin maha ba thề ba đu mang tan tha cha ye tha su chi gan thăng mà nô ra măng. Hoa sen dễ mến dễ ưa mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ Đức Chuyển Pháp Vương trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong. Dạ con cảm ơn chú Vatana đã bốc bài. Dạ con xin nhân mít lại và đạo tràng ạ. Dạ nam mô Bố Tha Giá, dạ nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng. Dạ quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc và kệ câu pháp cú số 58. Giá tha sang kha ra hà nát mình u hi tát mình ma hà tha thề ma hà ba thề ba đù mạnh tát tha và dề tha
su chi gần thằng ma nồ ra mằng. Dạ, như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sang nở thơm sạch đẹp ý nghĩa. Và đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Sau đây là phổ thơ của ngài Giới Đức. Hoa sang dễ mến dễ ưa, mọc giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Và đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. Và con xin kệ. Và tha sanh khang ra hà nan minh u hi tát minh ma ha ba thê ba du man tan tha ya ye tha su chi gan thăng ma no ra măng. Ya tha san kha ra ha nan mi o khi ta mi ma ha ba thê ba đôn man ta tha ya ye thang su chi gan tha ma no ra măng. Giữa đống rác nhớp quang bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sang nở thơm sạch đẹp ý nghĩa. Và bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu: hoa sang dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Và đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. Và con đã đọc và đọc hai lần để cho nhớ. Xin nhường mic lại cho Ái Minh ạ. Và kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt mới vào room. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Tâm Phương. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng. Không thấy cô tu nữ nào hết. Dạ, Ái Minh kính chào quý anh chị. Dạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 58. Cảm ơn huynh trưởng, cảm ơn quý chị. Yatha sankara thanasmin uchitasmin mahabathe badumantatha jayetha suchi gan thang manoramang. Yatha sankara rathanasmin uchitasmin mahapathe padumantattha jayetha suchi ganthang manoramang. Yatha sankara rathanasmin uchitasmin mahapathe bà đủ mang ta cả cha dê tha sư chi ganh thăng ma nô ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp người. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu: Ya tha sang ca ra tha nas min u chi tas min ha ba thề ba du man ta tha ba cha ye tha sư chi gan thắng ma no ra mừng. Ya tha sang ca ra tha nas min u chi tas min ma ha ba thề ba du man ta tha cha ye tha sư chi gan thắng ma no ra mừng. Hoa sen dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ chiếu sáng khắp vườn tối tăm. Phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ, kính dân mít lại đào tràng, chắc huynh trưởng qua. Dạ, mời huynh trưởng ạ. Sa thu lành thầy Sita Ái Minh.
Nam mô Phật Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sang Khaya, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 58, cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Yatha sankhara thanasmin uchitasmin mahapathe padumang tattha jayetha suchigantham manoramang. Yatha sankhara thanasmin uchitasmin mahapathe padu mang tattha jayetha suchigantham manoramang. Yatha sankhara thanasmin uchitasmin mahapathe padu mang tattha jayetha suchigantham manoramang. Như giữa đống ráp nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Bản dịch của ngài Minh Châu: hoa sen dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Dạ con vừa kể xong bài kinh pháp cú 58. Không thấy Quang Thanh giơ tay để kể hôm nay. Quang Thanh kể không được hả? Quang Thanh có kể được không? Alo. Dạ, không thấy tín hiệu, chắc kể không được, không có chiếc máy rồi. Có chiếc máy mà. À, không ổn à, vậy thôi. Dạ, nếu mà không ổn thì thôi, vậy bữa khác. À, con xin được thay mặt đại chúng trong room để thỉnh Pháp Sư trước khi cùng thỉnh Đại Đức Minh Đạt thuyết giảng ý nghĩa từ bệnh và duyên sư bài số 59. Brahmacalokathipate-sahampate-katanjariyanti-varang Ayacatha-santittha-sattaparayakha-chati-kathe-setu Thammang-anukampi-mang-pachang Sattamma-pheringvinayanchakayang-sutanchapandang-apithamma-chammang Ako tayanto chatu sakcha dandang papothanaye parisa ayamache Evang sahampati pramma pakawantang ayachata tunhi pavenatang Putto karunye thati vasayanha vuthaya padena mikhadayang Tato kato Pancavakkhaya-dayo-naye-amang-paye-sithammato Tato-papu-thi-sam-putho-anu-na-thamma-the-sanang Makkha-vasa-ni-de-se-si-sattanang-attha-sitta-kang-te-na-sa-thu-ayo-pante Te-se-thu-thamma-the-sanang Sapphayitha parisaya anukam pampi kata ave Phạm Thiên vẫn đang ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc giá ngài lời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí chi vẹn toàn.
Dạ Nam Mô Phật Tha Giá thay mặt đại chúng trong room con sẽ được thành kính cung thỉnh lời đức ngưng hành từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 59 Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức ngưng hành đức Tịnh Đạt, con xin sám hối. Phật thầy nhé, con kính lễ tăng, dạ cảm ơn quý vị, dạ con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh hôm nay ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 7 năm 2021. Dạ cảm ơn quý vị, dạ hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến bài học con cún thuộc phẩm hoa và câu kệ ngôn cuối cùng thuộc phẩm hoa. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái phẩm hoa câu 59 này. Trước khi đi vào bài học nội dung chính, Tịnh Đạt xin thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta cùng đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādeyami sokkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhaṃ namāmi. Nữa xin đảnh lễ chư tăng. Dạ. Mến chào. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Đến lễ gọi Minh Hạnh để Đức Tuệ Đức. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 59 là câu cuối cùng trong phẩm hoa Pháp Hóa Quốc Gác phẩm thứ tư. Và trước tiên đó là chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 59. Evaṃ saṅkhārā bhūtesu ātā bhūte bhūtujjane adirojjati. Cũng vậy giữa quần sanh với nhiễm mù phàm tục, đánh giác sáng ngời với trí tuệ. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Evaṃ saṅkhārā bhūtesu ātā bhūte bhūtujjane adirojjati paññāya sammā sambuddha sāvako. Tương tự như thế, giữa các hạng chúng sanh rác rưởi bị tâm tối phàm tục, vị tinh văn của đất chánh đẳng rực sáng với trí tuệ. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Và trước tiên thì chúng ta ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú này, chúng ta có bốn câu. Evaṃ saṅkhārā bhūtesu. Evaṃ saṅkhārā bhūtesu. Evaṃ là như thế, như vậy, như thế. Saṅkhārā bhūtesu. Saṅkhārā bhūtesu. Có nghĩa là chữ phu tá, chữ sankara và chữ phu tá là
chúng sanh. Và chữ Sankara đây là nói về cái việc mà có cái hành động trộn lẫn, có cái việc mà là trộn lẫn các thứ lại với nhau. Ở đây chúng ta dịch là rác rưởi, rác, những thứ dơ bẩn trộn lẫn lại với nhau. Sankara putesu là chúng sanh rác rưởi hay là nhiễm. Câu thứ hai, Antha pute putuchane. Antha pute đó là chữ Antha và chữ Puta. Chữ Antha là tối tăm mù mịt, Puta là chúng sanh. Chúng sanh. Vì tối tăm mù mịt. Putuchane. Putuchane là Putuchane nó cũng có nghĩa là chúng sanh. Chánh á là chúng là số nhiều, nhiều hay là ta ở đây chúng ta dịch là hạng chúng sanh phàm tục. Putuchane. Thứ ba, Atiro chati panyaya. Atiro chati panyaya. Atiro chati vượt sáng rực rỡ hay là sáng ngời đó. Nó xuất phát từ cái từ rochati. Rochati là sáng rực, còn chữ á tí là nó nhấn mạnh thêm. Banya giá là chia cách, sở dụng cách, từ cái căn, từ cái từ Banya nữ tánh đó, là có nghĩa là trí tuệ, với trí tuệ. Cái từ này đôi khi chúng ta gặp một số trường hợp đặt pháp danh cho các cái vị xuất gia, chúng ta gặp là chữ Panyo, nó qua cái nam tánh thì cũng là cái căn, cũng là cái từ gốc là chữ Panya này thôi, nhưng mà khi mà từ nữ tánh mà chuyển qua nam tánh đó, thì nó sẽ cộng thêm một cái tiếp vị ngữ ná nữa, ná mn chấm dưới đó, thì nó sẽ chuyển qua phần là người có trí tuệ. Nó thuộc chuyển qua một cái dạng đó là tỉnh từ. Tuy nhiên chúng ta thấy một số trường hợp tại sao mà là Panya là danh từ nữ tánh, nhưng mà lại đặt tên là pháp danh cho những cái vị người nam là như vậy. Câu cuối cùng, Samma Sambuddha Sawako. Samma Sambuddha Sawako. Samma Sambuddha Sawako là đệ tử bậc chánh giác. Từ Samma Sambuddha là bậc chánh giác. Sawaka là vị thinh văn hay là cái vị đệ tử, tức là những người nghe pháp, học pháp, đệ tử của Đức Phật á. Tại vì từ Sawaka nếu mà nói cho rõ ra đó là cái người lắng nghe. Suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho
chúng ta đọc về ân đức Tăng Bảo, chúng ta là Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Đấy, chúng ta gặp cái từ này Savaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Thì chúng ta gặp cái từ Savaka là vị đệ tử của Đức Phật. Là như vậy là chúng ta vừa lược sơ lược qua phần ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 59 thuộc về phẩm Hoa. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 59: Nghệ quang sa tê su a ta phu tê phu thu cha nê a ti rô cha ti pa nha ya samma sambuddha savako. Vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Ê quần sanh ca cái phần này hình như là phần Việt ngữ của Ngài Giới Đức, thì chúng ta ở trong cái quyển của Đại Đức Đức Hiền thì bị mất hết hai câu đầu. Quý vị có đầy đủ đây không? Cô ấy mình cứ đưa đi. Hoa sen dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ sáng khắp tâm xa thủ thành. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ học về ngữ về tích truyện duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú số 59 này. Tích truyện duyên sự của câu kệ ngôn Pháp số 59 này chúng ta có cùng ý nghĩa với câu 58. Như vậy thì là tích truyện Garahadinavathu là cái tích truyện gồm có nhóm hai câu pháp cú là số 58 và 59. Như vậy là chúng ta đã được học, đã được nghe về cái tích truyện. Hôm nay chúng ta sẽ có cái dịp để chúng ta ôn lại. Nhóm câu kệ ngôn pháp cú này khi mà được thuyết ra, khi mà Đức Phật ngày sống, ngày ngự tại chùa Nát, đề cập đến hai người bạn này thì có cái du với nhau ở ngoài, nhưng hai người này thì có cái tín ngưỡng, cái lòng tin ở thì khác nhau. Tên là Tá thì là đệ tử Phật, đệ tử Tam Bảo, có lòng tin nơi Tam Bảo. Một vị tên là Garahadina là đệ tử của nhóm Nikantha, đạo Nikantha. Và đạo Nikantha này cũng được nhắc đến rất là nhiều trong kinh điển. Khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp. Đạo Nikantha này rất là nổi tiếng và lâu đời từ thời kỳ xa xưa. Và hai cái người thiện nam cư sĩ này bình thường gặp nhau đó. Cái người Garahadina là đệ tử của đạo Nikantha, thường xuyên dùng cái cách để dụ dỗ
lôi kéo Sirigutta về với lại đạo của mình. Thật sự đây cũng là chủ ý không của người bạn đạo là Gahara Dinna, mà là chủ ý, cũng là chủ ý của những người Nigantha, các vị tu sĩ Nigantha. Bởi vì đối với Sirigutta là đệ tử Phật á, cái vị cư sĩ này rất là có gia thế, rất là có cái vị trí ở trong thành Savatthi. Nếu như được cái người đệ tử là Sirigutta mà theo phe hay là theo đạo của mình á, thì khỏi phải lo về cái đồ ăn thức uống, tức là được sự hộ độ cung cấp đầy đủ. Cho nên cái việc mà ông Gahara Dinna, bây giờ chúng ta tạm gọi là cái ông Dinna đi cho dễ phân biệt, ông Dinna và ông Gutta. Ông Dinna là ông đệ tử của Nigantha và ông Gutta là đệ tử của Phật. Ông Dinna này với cái sự chỉ đạo của các vị thầy của mình là Nigantha, muốn dùng cách để mà lôi kéo Gutta về với đạo Nigantha. Cho nên mỗi lần mà gặp đó thì ông Dinna ông khen ngợi đạo của mình nhiều lắm. Ông khen ngợi đạo Nigantha được thần kỳ vi này như thế nọ. Rồi ông lại bài bác đạo Phật nhằm mục đích là lung lai cái niềm tin của ông Gutta để mà lôi kéo về đạo Nigantha của mình, ủng hộ cho đạo của mình. Còn ngược lại, đối với ông Gutta là đệ tử Phật thì không có cái thái độ như vậy. Mỗi khi mà gặp nhau thì ông vẫn giữ cái thái độ xã giao, giao du bình thường. Nhưng ông không có có cái chủ đích là lôi kéo hay là dụ dỗ cái người khác về đạo của mình. Và nhiều thời gian kéo dài như vậy đó, thì ông Gutta là đệ tử Phật cảm rất là phiền bởi cái sự dụ dỗ của người bạn của mình. Thì ông muốn giải quyết triệt để. Thứ nhất đó là không muốn bị làm phiền như thế này nữa. Cái thứ hai, nếu có hữu duyên thì sẽ hướng dẫn, giống như là dùng cái cách làm thiện pháp để mà giúp đỡ ông, cho ông Dinna nhận ra vấn đề và từ đó sẽ không còn bị mê mờ nữa. Thì dự định như vậy thì ông Gutta ông mới tính toán và ông bàn một cái cách. Ông đi đến người bạn của mình là ông Dinna, ông nói là bạn á, thường khen đạo sư của mình là Nigantha rất là biết được chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì bây giờ nhờ bạn thỉnh các vị đạo sư của bạn đến nhà của tôi để mà tôi làm công đức dâng các cái thức ăn thực phẩm. Và khi ông Dinna ông nghe được như vậy đó, ông rất là mừng. Ông nghĩ rằng bạn của mình đã nghe lời mình và bây giờ đã quy phục về đạo Nigantha, cho nên ông lật đật ông về, ông trình cho những người thầy của mình.
và những vị tu sĩ Nigantha cũng rất là quan hệ. Nếu như tiếp độ được ông Quốc Tám được cái sự hộ độ rất là phong phú. Nhưng các vị này không có biết đó là cái cách để cái cách để mà vạch trần, làm cho thấy rõ cái bản chất thật. Cho nên ông về ông sắp dọn thức ăn, thức uống, cũng như là đóng giả bộ thôi. Rồi ông làm một cái bẫy. Một cái bẫy tức là làm một cái sàn, đào một cái hầm chứa đầy bùn đất dơ. Đó thì đóng sàn, và với những cái cơ quan trên cái sàn đó, nếu như là người ngồi lên cái sàn đó đó bị sập cơ quan thì sẽ rớt xuống bùn đất dơ. Khi mà đến cái ngày cúng dường đó, các cái vị tu sĩ Nikanta mời thỉnh đi đến nhà của ông Bút Tá. Ông nghĩ thầm trong bụng rằng nếu như những vị này có cái khả năng tuyệt diệu đó thì sẽ này. Nhưng mà không được như là dự định. Các vị tu sĩ Nikanta này rất là vô tư. Đi đến nhà của ông Quốc Tá và ngồi vào những cái vị trí, những cái ghế ở trên cái tấm sàn mà có cơ cạm bẫy. Và cái việc xảy ra đó là các vị tu sĩ Nikanta này bị rơi vào cái cơ quan và bị sập xuống cái hố bùn dơ và rất là hổ thẹn bỏ về, ấm ức trong lòng. Khi mà về đến nơi thì các vị tu và kêu ông Đinh Ná là đệ tử của mình đó, trách mắng tại sao lại có cái việc như. Thì ông Đinh Ná, bản thân ông Đinh Ná, ông cũng rất là bởi vì bị lừa, bị gạt bởi người bạn của mình, và ông ôm hận. Và ông cũng dùng cái cách đó là gậy ông đập lưng ông, giả giờ tin nơi để tiếp cận cái người bạn của mình với mục đích là trả thù, gậy ông đập lưng ông. Ông Đinh Ná này cái ông Đinh Ná này lại lập cái kế hoạch là đặt cạm bẫy ở nhà, và nhờ mình là ông Quốc Tá thỉnh Đức Phật và Chư Tăng cúng dường Tăng. Cái cạm bẫy cũng giống như là y như là lần trước bị như vậy đó. Quý vị dễ thì ông Đinh Ná này ổng mới lại thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà với mục đích là gài bẫy để cho Đức Phật và Chư Tăng bị bể mặt, cũng giống như là cái việc mà Quốc Tá đã làm với đạo sư của mình. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài đã biết được cái mục, cái âm mưu. Nhưng Ngài vẫn nhận lời, bởi vì Ngài nhận thấy rằng có thể tiếp độ được. Thì ngày hôm đó Đức Phật và Chư Tăng đi đến nhà của ông Đinh Ná. Cái ông Đinh Ná là ông đệ tử của đạo Nikantha, thưa quý vị. Thì Đức Phật Ngài ngự lên cái chỗ mà đặt cạm bẫy đó, có những cái cơ quan. Nhưng mà lúc mà cơ quan Ngài và Chư Tăng không có sao, do cái năng lực của Phật lực, của quay lực của Đức Phật đó, thì có những cái đó sen nâng đỡ Đức Phật và Chư Tăng. Cho nên mặc dù cạm bẫy có sập nhưng mà các ngài vẫn không có hề hấn gì. Và thêm một cái nữa đó là
Khi mà ông Điên Á chỉ lập tâm để hại Đức Tiểu Tăng thôi, cho nên cái việc mà chuẩn bị cơm nước ông không có chu toàn. Nhưng mà do cái Phật lực ân đức của Đức Phật á, thì sau cái việc đó là kinh ngạc bởi cái cạm bẫy không hãm hại được Đức Phật và Chư Tăng. Và thêm một lần nữa là với cái thùng gạo, cái thùng cơm, thùng cháo trống không, bây giờ lại đầy ắp và có đủ các thứ để mà cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Với hai cái hiện tượng này thì ông Diên Na ông tức hối về cái khi mà nhận cái lời sám hối thì Đức Phật ngài đã thuyết một cái thời pháp để mà khích lệ sách tấn. Ở trong chú giải kinh Pháp Cú thì có trích lại một cái đoạn mà chúng ta có thể sau bài kinh Quan Hỷ Phước Báo của thí chủ Đức Phật ngài dạy rằng những chúng sanh này do không có pháp nhãn nên không nhận thức được ân đức của Đức Phật Pháp và Chư Tăng đệ tử của ta. Người không có tuệ nhãn ta gọi là kẻ mù, người có trí tuệ ta gọi kẻ ấy là người mắt sáng. Nói rồi Đức Phật ngài đọc lên hai cái câu kệ 18, 59 mà chúng ta đã học và chúng ta đang học. Thì sau cái buổi thuyết, sau cái thời pháp đó thì cả hai ông Quốc Tá và ông Trinh Đá đều chứng quả dự lưu là bậc đạo quả thứ nhất ở trong tứ quả. Và cái câu chuyện này nó hơi dài dòng tí xíu, nhưng mà nó mang lại cho chúng ta một cái nhìn để chúng ta thấy rõ cái duyên sự tại sao mà Đức Phật ngài nói lên hai câu kệ ngôn này. Thật sự thì hai cái câu kệ ngôn này thì nó không có liên quan đến hai cái cạm bẫy hay là cái mối giằng co giữa hai người bạn, mà là cái hình ảnh bùn nhơ rác rưởi và cái hình ảnh có hoa sen tượng trưng cho cái việc tin vững chắc và trí tuệ sáng chói của một người đệ tử Phật. Và chính vì cái hình mà Đức Phật ngài đã mượn và hiện của cái thời pháp giúp cho hai cái người thiện nam này và vô số những người đến tham dự nghe và hiểu chứng được cái quả dự lưu. Ở đây thưa quý vị rằng không gì ở cái duyên sự này chúng ta bắt gặp cái sự hiềm khích ngưỡng niềm tin của các cái tôn giáo thời Đức Phật, mà ngay cả những cái lúc nhân cái thời hiện tại chúng ta cũng bắt gặp những cái câu chuyện tương tự như thế. Có những cái đạo, những cái người theo đạo các cái tôn giáo khác á, khi mà họ nhận cái lệnh hay là cái hướng dẫn mà bằng mọi giá phải lôi kéo cho được những cái người khác đi vào đạo của mình bằng một cách, thì phải nói rằng nó cũng tương tự giống như là câu chuyện ở trong cái chú giải kinh Pháp Cú này. Đương nhiên thì nó sẽ không xảy ra kỳ diệu như thế này đâu, nhưng mà chúng ta sẽ bắt gặp tương tự như thế. Và
trong cái phần ý nghĩa mà chúng ta hiểu ở đây, cái hình chúng ta có thể nói rằng hai cái tình tri kỷ bạn bè giữa ông Quốc Tá và ông Trinh Ná có thể được nói rõ ở trên hai phương diện, đó là cái niềm tin và cái trí tuệ. Sở dĩ tại sao mà ông Quốc Tá là ông đệ tử Phật đó, ông không có bị lạc hay là ông không có bị mất niềm tin nơi Tam Bảo, mặc dù là người bạn cũng có dùng cái cách đó là dụ dỗ, lôi kéo, hay là dùng cái cách đó là chê bai đạo của mình, dùng các cái cách để mà cố gắng lôi kéo, nhưng mà ông Quốc Tá thì ông không có thay đổi cái niềm tin nơi Tam Bảo. Và cái thứ hai đó, ông Quốc Tá này ông rất là sáng suốt để mà giúp đỡ người bạn của mình. Cái thứ nhất là ông tránh cái phiền phức về sau, không muốn người bạn mình làm phiền, lôi kéo, dụ dỗ mình nữa. Thứ hai là hữu duyên thì sẽ giúp người bạn mình nhận ra vấn đề. Chắc quý vị khi mà chúng ta tìm hiểu về đạo Phật á, thì cũng có một số vị đó là tìm hiểu một cách trực tiếp, giống như là có cái nhân duyên ở trong gia đình, ở trong bà con, có người xuất gia, có người chùa, từ cái những cái mối quan hệ đó mà chúng ta biết được cái đạo Phật một cách trực tiếp. Nhưng cũng có người đó là khi mà đến với đạo Phật á, thì cái người đó đã trải qua rất là nhiều phương, rất là nhiều cái môn phái khác nhau, và vì không tìm được cái sự an lạc hay là cái mục đích rõ ràng, cho nên người đó mới đổi qua cái phương pháp khác và cuối cùng tìm đến với Phật giáo. Và cho dù là ở trong cái hình thức nào đi nữa đó, thì quan trọng đó là khi chúng ta tìm hiểu đó, là chúng ta cần phải có một cái niềm tin chân chánh. Và cái niềm tin chân chánh nó phải được đặt ở trên một cái nền tảng vững chắc. Đó là cái đối tượng mà chúng ta cần phải nương nhờ. Ở đây thì rất là nhiều lần các cái vị giảng sư hay là các cái vị pháp sư hay đề cập đó là khi mà chúng ta đặt niềm tin thì chúng ta không nên đặt niềm tin với cái người sư phụ của mình. Bởi vì sư phụ của mình cũng là một cái người còn phiền não, cho mặc dù là có cái sự học hỏi, có cái sự tiến bộ ở trong Phật Pháp, có cái sự quyên thâm và là người hướng dẫn tốt, nhưng mà không phải là chúng ta đặt trọn vẹn mạng sống hay là niềm tin của mình vào ông sư phụ đó. Bởi vì một khi mà cái vị ông sư phụ của mình á, có bị dễ vui hay là ông sư phụ đó mắc lỗi lầm, thì tự nhiên cái niềm tin của mình nó cũng bị chao đảo. Cho nên chỉ có việc đó là đặt niềm tin nơi những đối tượng hoàn toàn trong sạch, cao thượng, đó là nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi đệ tử của Đức Phật, chư tăng đệ tử của Đức Phật. Và chính ba cái nơi cao quý thanh tịnh này đó, thì cho dù là chúng ta có tìm hiểu, có đào bới tì vết, chúng ta cũng không có bị lung lạc cái niềm tin. Và chúng ta càng tìm hiểu, càng thực hành
hành thì chúng củng cố cái niềm tin của mình vững chắc hơn nữa. Cái điều này không phải là Tịnh Đạt muốn quý vị đó là từ bỏ cái người hướng dẫn của mình. Đúng ra đó là những cái người mà ở gần gũi mình, hay là những cái người, những cái vị thầy hay là những cái vị sư phụ, đúng ra là những người hướng dẫn trên bước đường tu học của mình thì nó sẽ đúng hơn. Bởi vì hướng dẫn cái thắc mắc, những cái giải thích hay là gỡ rối những cái khó khăn ở trong cái bước đường học đạo, hành đạo, thì chúng ta cần nương nhờ để mà có cái sự hướng dẫn. Cho nên không nên là đặt trọn vẹn hay là cả cái mạng sống của mình vào những cái việc như vậy. Và cái bàn cần phải có cái trí tuệ sáng chói. Trường hợp này ông Quốc Tá, ông có một cái trí tuệ mà đã giúp cho ông không có bị lung lạc trước cái sự cám dỗ của người bạn ngoại đạo của mình. Cái việc trí tuệ ở đây chúng ta có thể nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, nhưng ở trong cái trường hợp này đó, chúng ta chỉ nhìn nhận một cái khía cạnh, đó là đối với ông Quốc Tá là đệ tử Phật đó, ông có niềm tin nơi Tam Bảo, ông có cái sự tịnh tính và hiểu biết nơi nhân quả nghiệp báo, ông có cái đầy đủ là một cái người thiện nam cư sĩ thuần thành. Nhưng bởi vì sao? Ông không có khoe khoang, ông không có mưu cầu, ông không có phô trương, dỗ ngực xưng tên, ta là người đệ tử Phật, ta là người theo chánh pháp, ta là người đi đúng đạo, còn những người khác là người tà đạo, là người tà giáo. Ông không có một cái hành động như vậy. Và chính vì vậy mà ông được khen ngợi đó là một cái người sống có trí tuệ. Và đối với cái chiều ngược lại, đó là ông Đinh Ná, ông đệ tử của nhóm Ni Canh Thá, thật sự ông cũng có niềm tin tôn giáo của ông. Ông cũng là một cái người cư sĩ hộ độ nơi đạo, nơi đạo Ni Canh Thá. Nhưng bởi vì ông sống với cái sự mưu cầu, có cái âm mưu, ông sống bằng cái sự phô trương về cái niềm tin của mình, về cái đạo mà mình đang theo. Chính vì cái sự phô trương khoác lác quá độ đó đã hại ông. Và như ban đầu Tịnh Đạt có trình bày, đó là đây không phải chỉ là ý kiến của ông, mà có thể đó là do những cái vị thầy, những cái vị đạo sư của ông có cái sự dạy bảo là cần phải làm như vậy. Cho nên ông là một người sống có niềm tin, nhưng mà cái niềm tin của ông á, không được xây trên một cái nền tảng trí tuệ, hiểu biết, và nó có khả năng rơi vào cái việc đó là niềm tin mù quáng. Quý vị nghĩ rằng khi mà chúng ta đặt niềm tin nơi Tam Bảo thì chúng ta nghĩ rằng cái niềm tin chúng ta rất là quý. Nhưng có một cái mâu thuẫn như thế này. Chúng ta tin Tam Bảo, chúng ta tin Phật Pháp Tăng, chúng ta tin lý nhân quả, nhưng mà cái niềm tin của chúng ta đôi khi nó cũng không có mạnh. Nó không có mạnh. Nhưng mà những cái người mà chúng ta gọi là mù quáng hay là cuồng tín, họ tin cái gì? Họ tin ghê lắm. Có thể họ và hy sinh cả mạng sống với cái lý tưởng và cái niềm tin của họ. Bởi vậy khi mà một người mà có cái niềm tin và cái trí tuệ đó, nhận thức được cái việc làm của mình đó, hết sức là khó khăn.
Niềm tin thì dễ, nhưng mà niềm tin một cách sáng suốt á, thì rất là khó. Cần phải có cái sự chịu tham khảo, lắng nghe, học học, phân biệt. Thì lúc đó cái niềm tin đó mới có cái khả năng đó là không có rơi vào cái cuồng tín mê mờ. Và với hai cái thái độ này nó tượng trưng ở trong cái gọi là bài học lịch sử đó, chúng ta học cái câu chuyện, cái duyên sự này qua hai cái câu kệ ngôn này, chúng ta rút ra bài học cho riêng mình, đó là ở trong cái cuộc sống của chúng ta có niềm tin nơi đạo của chúng ta đang có, chúng ta đang theo, mà cần phải thường xuyên để mà nhắc nhở bản thân mình, nhắc nhở cái niềm tin của mình, đừng để cho bị lung lạc bởi những cái gọi là cám dỗ hay là bởi những cái thử thách. Và có những cái niềm tin đó là mình rất là tin Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, tin nhân quả, nghiệp báo. Nhưng mà đối diện với những cái tình huống xảy ra, ví dụ như là có những người ở lành, ăn hiền, không có làm hại ai, nhưng mà sao lại gặp những cái trớ trêu của cuộc đời, luôn luôn xui xẻo, làm ăn thì thất bát, gia đình thì xào xáo, và gặp nhiều cái hiện tượng không phải là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, hay là làm lành được lành, làm ác bị ác. Đối diện với những cái tình huống đó, nếu như là chúng ta không có cái sự vững vàng thì chúng ta sẽ dễ bị lung lạc cái niềm tin nơi tam bảo, và lung lạc cái niềm tin bởi nhân quả nghiệp báo. Và khi lung lạc cái niềm tin như vậy đó, có cái sự nghi ngờ, cần phải tìm đến những cái người có kinh nghiệm mà chúng ta hỏi. Nếu không thì ngày một, ngày hai, dần già thì chúng ta bị mất cái niềm tin, đánh mất cái niềm tin. Đó là cái bài học lịch sử mà chúng ta cần phải rút ra ở trong cái việc học cái. Và là khi mà chúng ta tin á, chúng ta theo đạo á, chúng ta cũng đừng có sống giống như là cái ông tin ná, là dỗ ngược xưng tên, cho ta là chánh pháp, cho người khác là tà pháp. Chúng ta cũng đừng có cái thái độ như vậy, bởi vì có thái độ như vậy là chúng ta đang là những người đi sai đường. Chúng ta đang là những người đi sai đường. Bởi vì Phật giáo không có chủ trương đó là hiếu thắng, không có chủ trương đó là không có chủ trương để mà dụ dỗ người khác, mà là những người hữu duyên. Nếu mà những người có cái tấm lòng, có cái sự học hỏi, thì lúc đó cần cái sự giúp đỡ chúng ta. Còn không thì đừng có sống như thái độ của ông Trinh Ná, là dỗ ngược xưng tên, phô trương thân thế với cái đạo mà mình đang theo. Bởi vì cái thái độ đó đã nói lên là mình là người đang đi sai đường. Và với cái ý nghĩa của câu cú số 50 này á, ngày dùng cái ẩn dụ của những cái chúng sanh đang bị nhiễm ô, đang bị mù quáng, là những người phàm tục thì không có được chói sáng, không có được chói sáng như là những người đệ tử Phật, giống như là được liên kết của câu 58, như giữa đống rác nhốt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hút thơm đẹp, là thơm sạch đẹp ý người. Rác nhốt hay đó, nó ẩn dụ việc đó là trong cuộc sống ta có tranh cãi, có nhiều cái phiền phức,
chúng ta phải sống chung với lũ. Chúng ta đang sống trong một mà xung quanh mình hay là ngay trong bản thân có những cái khó chịu, có những cái mâu thuẫn, có những cái dễ vui, có những cái phiền phức. Khi mà chúng đó chúng ta giữ mình, đừng có bị cuốn theo, đừng có bị lúng ở trong cái việc dễ vui đó, phiền não đó, thì chúng ta là những đóa hoa sen mọc lên từ trong bùn, là những cái thối hương. Thì đó là cái ý nghĩa mà liên kết giữa câu 50. Tịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi chia sẻ bài học ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị luôn luôn có cái niềm tin và có cái sự thực hành tinh tấn ở trong Phật pháp và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Qua câu kệ ngôn số 59 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái phẩm thứ tư. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ ôn tập, có cái dịp ôn tập cuối tuần phẩm thứ tư này. Ngày bài học ngày hôm sau thì chúng ta sẽ bắt đầu qua là phẩm thứ năm, phẩm ngu Pa La Quốc Gá. Và mong rằng tất cả quý vị luôn luôn có cái nhiệt tâm, nhiệt thành để mà theo đuổi những cái bài học và ủng hộ cho đàn pháp cú kinh càng ngày càng được phát triển. Xin được kết thúc ở đây. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trả lời với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 59 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh sư, thỉnh đại đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rum. Và con kính dâng mít đến sư. Bhavantu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhutanu pinna sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam rakhantu devata manu pave sadi pave mangalam rakhantu Bhavantu sabba devata sabbena sada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu về ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sappana bhuta sukhita pavantute cha la
bu cha ye pi cha an đa sam ba wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sabbe pi dukkha sakharon tu sangkha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc gô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô vút thêm sâm pa vô ni ya ma thầm ma ri ya pa quê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn tự đã quân tập vào nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.